The next power. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình The Next Power. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến quý vị chân dung một nhân vật rất đặc biệt đến từ một công ty công nghệ của Việt Nam. Nhân vật đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi thông qua trợ lý công nghệ của chúng tôi. Team đầu tiên mà thành lập Cốc Cốc á cũng phải hơi crazy. Điều gì khiến cho Cốc Cốc có thể cạnh tranh với các cái tập đoàn ở nước ngoài, có thể gọi là những gã khổng lồ? Yếu tố gốc Cốc Cốc là cái gì mình có thể làm. Nhưng mà lợi thế đó nó có dài hạn không? Khi mà rất nhiều những cái tập đoàn quốc tế cũng có mặt tại Việt Nam và họ cũng sử dụng đội ngũ là những người Việt Nam để mà cải tiến các cái sản phẩm. Google có một cái hệ sinh thái rất là lớn. Dạ. Nhưng mà ngược lại, vì họ có một cái hệ sinh thái như vậy, có một số thứ họ sẽ bao giờ làm. Cốc Cốc đã thay đổi như thế nào trong suốt 3 năm qua? Tư duy của mỗi người là bây giờ mình cũng sẽ lo về sống hay chết nữa. Thôi mình lo mấy cái việc khác, tập trung là phát triển sản phẩm tốt và phát triển người dùng. Tại sao Web3 lại cần một cái feature riêng trên cái trình duyệt của Cốc Cốc? Cốc Cốc để ra mắt một cái ví crypto để hỗ trợ người dùng khi tài sản của họ nó sẽ nằm ở trong cái ví của họ. Chúng ta không có cạnh tranh về tài chính nổi rồi so với những gã khổng lồ về mặt công nghệ. Nhưng mà chúng ta sẽ cạnh tranh bằng... Thực sự là không nên chỉ có một đối thủ trong lĩnh vực đấy. Rất là vui được chào đón anh Nguyễn Vũ Anh. Chào Phi, chào quý vị khán giả. Chúng ta đang ở trong cái chương trình The Next Power. Thế thì Next Power của anh nó ở đâu? Anh nghĩ là khi đấy thì từ 10 năm rồi. Và Next Power của anh là chắc chắn là ở Việt Nam. Thật ra là lúc mà anh quyết định anh về Việt Nam làm việc á, là cái quyết định đấy nó khá là đơn giản. Mình thấy là có cái cơ hội để phát triển, cơ hội để học. Và mình có cái cơ hội để có cái đóng góp là có ý nghĩa. Và cho tới bây giờ đây vẫn là một trong những lựa chọn cho Next Power của chính anh. Dạ, đúng rồi. Và bây giờ thì Phi xin mời anh chạm vào màn hình để anh chọn những cái câu hỏi từ phía khán giả. Ok. Xin mời anh. Em chào anh Vũ Anh, em là Phong đến từ công ty kính VTech Club. Rất vui khi được hôm nay được đặt câu hỏi với anh về Cốc Cốc. Thì em nghe tiếng Cốc Cốc giống như là tiếng gõ cửa, thì cho em phải em hỏi có phải là anh đang muốn đến từng nhà gõ cửa không ạ? Và nếu mà đến từng nhà như vậy thì mình đang làm khách ở đó, thì mình có cách nào để mình ở lại nhà của người ta được lâu không ạ? Câu hỏi rất là thú vị. Câu hỏi rất là hay. Thật ra là đúng là Cốc Cốc là cái tiếng gõ cửa. Nhưng mà cái ý đằng sau nó hơi khác. Cốc Cốc là sẽ là công cụ hay là cái cửa đến khi một cái thế giới số. Đấy, cái mục tiêu của Cốc Cốc thật ra là cung cấp cho người dùng mấy cái công cụ để họ có thể họ khai thác thế giới số mà một cách mà tốt nhất có thể. Đấy, và đặc biệt là cho người dùng Việt Nam. Vì Cốc Cốc thì có tập trung người dùng Việt Nam thôi. Nếu mà Cốc Cốc có thể đến tất cả các nhà của người dân ở Việt Nam và ở trong nhà của người dân thì sẽ rất là vui. Vì khi đấy là cũng là một cái nó thể hiện là người dùng họ thấy là dùng Cốc Cốc là tốt. Và thích dùng Cốc Cốc. Phi thì Phi đề nghị tới một hình ảnh khác, nghĩa là Cốc Cốc gõ cửa để đánh thức một cái thế giới khác từ phía người dân, và không phải là Cốc Cốc đi vô nhà của họ mà là Cốc Cốc khiến cho họ bước ra khỏi nhà và hòa vào một cái thế giới số khác. Cho nên là cái tiếng Cốc Cốc ở đây nó mang một cái ý nghĩa khác hơn so với lại cái câu hỏi của bạn. Thay vì là chúng ta bước vào nhà thì chúng ta sẽ kéo người ta ra khỏi cái thế giới mà chỉ có cái thế giới trong nhà đóng cửa mà thôi. Một cái câu trả lời, một cái hình ảnh rất là thú vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới câu thứ hai, xin mời anh chọn tiếp. Ok.
Chào anh Vũ Anh, em là Tiến Thành, hiện tại đó là em đang làm marketing. Rất vui khi được gặp đó là CEO của một nền tảng công nghệ rất lớn và cũng rất quen thuộc đối với người dùng Việt. Vậy anh cho em hỏi là anh đã từng nắm giữ rất là nhiều vị trí ở nhiều công ty trên các nước. Điều gì khiến anh đến và ở lại với Cốc Cốc? Ok, câu này cũng rất là hay. Thật ra là tôi đến Cốc Cốc thì cũng là một phần là may mắn. Cốc Cốc là một cái công ty rất là đặc biệt. Trên thế giới chỉ có chưa đến chục nước mà có công ty nội địa họ cạnh tranh với Google như vậy. Để cạnh tranh được, nội bộ phải có cái gì nó khá là đặc biệt. Thì một là mình có cái vị trí rất là đặc biệt và nội bộ thì người rất là giỏi. Yeah. Và mình làm việc nó rất là ý nghĩa và thật ra là nếu mà Cốc Cốc làm tốt về mặt sản phẩm cho người dùng thì chắc chắn là có thể đóng góp cái gì rất là lớn cho người dùng Việt Nam. Dạ, rất là thú vị. Phi biết là anh đã ở Việt Nam 10 năm, anh có 3 năm ở Cốc Cốc và anh đang nói là anh sẽ chọn cái môi trường nào có mang đến cho anh nhiều cơ hội học hỏi nhất. Vậy thì trong 3 năm vừa rồi, cái điều gì ở Cốc Cốc đã làm thay đổi anh? Một phần là sẽ có khá ít người thực sự có kinh nghiệm làm một cái công ty như Cốc Cốc. Tất nhiên là trên thế giới thì ok, nhân viên của Google thì rất là đông. Đúng không? Thì có mấy người làm đấy. Nhưng mà ngoài Google thì không nhiều công ty như vậy. Đúng không? Ở Việt Nam thì chỉ có Cốc Cốc thôi. Đấy thì cái lĩnh vực đấy về mặt công nghệ, về mặt mô hình kinh doanh và tất cả những cái thách thức và coi như là định hướng phát triển này kia nó khá là đặc thù. Một phần tôi cũng học được khá là nhiều. Từ lúc vào Cốc Cốc thì tôi mới hiểu là coi như là cái vị trí của Google trên thế giới nó như nào. Thực sự là không nên chỉ có một đối thủ trong lĩnh vực đấy, nên có sự cạnh tranh. Và vì lúc có sự cạnh tranh thì thật ra là sẽ có lựa chọn cho người dùng và sản phẩm và dịch vụ sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ là một số nước họ cũng thấy như vậy và họ cố gắng là coi như là xây dựng một cái khung về mà pháp chế để làm cho cái cạnh tranh nó cân bằng hơn. Anh đảm nhiệm vị trí là giám đốc chiến lược rồi sau đó là phó tổng của Cốc Cốc và bây giờ lại là tổng giám đốc của Cốc Cốc. Anh và Cốc Cốc đã thay đổi như thế nào trong suốt 3 năm qua? Tôi nghĩ là thật ra là khi tôi đến là Cốc Cốc là nó có cái vị trí rất là mạnh rồi. Đúng không? Nhưng mà đâu đó thì coi như là như một cái công ty startup nó sẽ có mấy cái giai đoạn mà phát triển thì bây giờ thành một cái công ty khá là lớn với gần 400 nhân viên á. Thì cái cách quản lý nó phải coi như là hệ thống hơn, nhiều quy trình hơn. Qua cái kinh nghiệm của tôi thì có thể tôi có đem về cái việc đấy. Cốc Cốc là một cái công ty về mặt cũng khá là bền vững và về mặt tài chính thì bây giờ là năm nào thì cũng có lợi nhuận. Mặc dù là mấy cái năm trước thì có thể mình lỗ ít thôi. Nhưng mà giữa cái việc mà có lỗ hay là có lợi nhuận là nó khác hẳn và tư duy của mỗi người là bây giờ mình không sẽ lo về coi như là có thể sống hay chết nữa. Nên mình lo mấy cái việc khác như là tập trung là phát triển sản phẩm tốt và phát triển người dùng. Trong cái thời gian mà làm Cốc Cốc 3 năm, từ cuối năm và đầu năm 2020 là bắt đầu đại dịch đã bùng lên rồi. Thế thì trong cái khoảng thời gian đó nó có cái điều gì thay đổi trong chính cái cách nhìn của anh về Cốc Cốc? Lúc mà đợt dịch thì cái nhu cầu của người dùng nó thay đổi. Coi như là họ có cái nhu cầu về thông tin về Covid này. Họ có cái nhu cầu về làm việc hay là học ở nhà. Vì số lượng người dùng của Cốc Cốc rất là lớn thì mình bắt cái nhu cầu, cái thay đổi về nhu cầu rất là nhanh. Và lúc đấy thì cũng phát triển mấy cái sản phẩm để coi như là đáp ứng được mấy cái nhu cầu đấy. Công cụ tìm kiếm mình ra một cái feature riêng để theo dõi Covid, để có thông tin về Covid chính thức về số lượng và coi như là về vaccine rồi này kia. Khi giai đoạn đấy thì cũng thấy các học sinh sinh viên là họ có những cái nhu cầu học ở nhà thì cũng ra một cái feature về học tập để hỗ trợ học online. Chỉ có Cốc Cốc mà tập trung ở thị trường Việt Nam mình sẽ bắt được cái nhu cầu đặc biệt của người dùng Việt Nam. Đấy thì cái đấy là một phần về mặt tính năng. Cái phần thứ hai là về mặt kinh doanh là rất là khó khăn tại vì các doanh nghiệp thì họ không coi như là tiêu tiền nhiều như hồi trước về marketing ấy. Thì về mặt doanh thu thì Cốc Cốc sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà có một cái ngược lại là về mặt người dùng là lên rất là cao. Thì tôi thấy là khi đấy là cũng là một cái mình có thể rất là tự hào
Và một cái mà mình có thể dựa trên khi đấy mà mình phát hiện tiếp theo là coi như là trong một cái môi trường tất nhiên là rất là đặc biệt, nhưng mà người dùng họ nhớ đến Coco và họ chọn Coco để dùng với nhau. Thì khi đấy nó rất là hay. Bây giờ mình phải làm như nào để mặc dù là không có Covid thì người dùng họ chọn Coco. Tại vì họ hiểu là Coco sẽ là cái sản phẩm tốt nhất cho họ. Thế thì Coco có tận dụng được gì từ những cái feature sản phẩm, từ những cái giai đoạn phát triển user trong cái giai đoạn Covid để làm một cái gì đó mới hơn trong giai đoạn sắp tới hay không? Có một cái ví dụ mà tôi đã dùng rồi là khi có học tập á. Thì khi đấy là bây giờ nó cũng một số học sinh sinh viên thì họ vẫn dùng cái tiềm năng đấy. Và mình sẽ cố gắng mình làm như nào để mình phát triển tiếp theo. Tôi nghĩ là khi đợt Covid thật ra nó cũng thay đổi cái một số tư duy của người dùng á. Tại trước đây là ví dụ người dùng họ sẽ nghĩ là học trực tiếp là tốt hơn học online. Thật ra là tất nhiên là nếu mà chỉ có học online thì cũng không phải là tốt, nhưng mà bây giờ thì các trường và các học sinh kể cả trên thế giới thì họ sẽ hiểu là một cái coi như là cách mà hybrid nó cũng hiệu quả. Như là cái công cụ online nó cũng rất là hiệu quả để theo dõi là học sinh họ có học làm bài hay không, hay là để cá nhân hóa coi như là mấy cái bài học. Thì khi đấy thì cái mà mình thấy sẽ tiếp tục đầu tư để cố gắng làm việc với các trường. Y tế online cũng là một cái là cũng là một cái thay đổi về mặt tư duy. Thì hồi trước là coi như là bác sĩ và bệnh nhân thì họ nghĩ là chắc chắn là phải gặp trực tiếp đúng không, nhưng mà vì Covid thì không được số dịch vụ về telemedicine á. Thì sẽ gỡ một cái tư duy thì muốn hai bên sẽ thấy là nó cũng có cái hiệu quả của nó. Thì Coco cũng sẽ cố gắng là tiếp tục là gắn cái thế giới thực tế với cái thế giới số. Thật ra là khi nói đến các cái công ty công nghệ đời đầu thì Coco cũng là một trong những cái trường hợp rất là hiếm ở thị trường Việt Nam, tồn tại tới giai đoạn này và vẫn bền vững ở trong cái thị trường của mình. Thế thì cái điều gì trong cái góc nhìn của anh nó khiến cho Coco có thể cạnh tranh với các cái tập đoàn nước ngoài vốn là họ rất là mạnh về mặt công nghệ và có thể gọi là những gã khổng lồ? Ngoài cái việc mà coi như là người rất là giỏi hay là mình làm việc với nhau một cách hiệu quả, nhưng mà tôi nghĩ là có một cái yếu tố gốc của Coco là coi như là cái gì mình cũng có thể làm. Tất nhiên là mình hiểu cái vị trí của mình và cái nguồn lực của mình thì mình cũng phải chọn cái gì mình làm và mình tập trung vào cái đấy, nhưng không thể nào mà cạnh tranh được. Nhưng mà cũng có cái tư duy là cái gì cũng làm được. Team đầu tiên mà thành lập Coco á, đâu đó thì họ cũng phải hơi crazy một tí để họ nói là ok, tôi sẽ về Việt Nam, tôi sẽ thành lập một cái công ty để làm công cụ tìm kiếm và trình duyệt và cạnh tranh với Google. Có một cái ví dụ nó cũng là nhỏ thôi, nhưng mà lúc tôi về là Coco là tôi sẽ dùng một cái bảo hiểm y tế của riêng mình cho nhân viên. Có một bảng trong Coco viết cái policy của bảo hiểm y tế. Tất nhiên là nếu mà có từ làm cái đấy thì nó rất là rủi ro, nó rất là crazy. Mình cũng nên mua một cái bảo hiểm của mấy cái công ty bảo hiểm y tế thôi. Nhưng mà nó cũng thể hiện là cái tư duy là cái gì cũng làm được. Thật ra thì trong giới sản xuất á, chắc anh cũng nghe là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thế thì đối với những cái công ty công nghệ như là Coco, có phải là chúng ta sẽ vẫn cần cái sự ưu tiên nào đó của người Việt cho cái công cụ tìm kiếm Coco? Tôi nghĩ là không bao giờ bắt buộc là dùng Coco vì người Việt phải dùng sản phẩm Việt Nam, cái đấy nó không có ý nghĩa. Giống như là khi sản phẩm nó phải mang lại giá trị. Ngược lại thì tôi nghĩ là cũng là cũng nên là cửa mở về mặt tư duy á. Đừng có nghĩ là sản phẩm Việt Nam là kém sản phẩm nước ngoài. Cái mà tôi muốn nói cho tất cả những người dùng Việt Nam là coi như là sáng sang thứ. Và chắc chắn là có một số use case là nó sẽ có giá trị cho người dùng. Về mặt chặt quảng cáo, về mặt download, về mặt ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy thì cái đấy là mỗi người phải khám phá. Nhưng mà nên là open và khám phá. Và nếu mà nó tốt thì mình dùng. Nếu mà không tốt thì thôi. Thật ra một trong những cái động lực của một cái nền kinh tế mà mọi người hay nói là nền kinh tế đổi mới sáng tạo hay nền kinh tế innovation
thì chắc chắn nó phải là open mind, nó phải là cái sự cởi mở trong việc thử nghiệm và chấp nhận những cái mới, hoặc là chúng ta thử nghiệm và chúng ta cố gắng để mà đóng góp để cho cái sản phẩm đó nó sẽ càng ngày càng tốt hơn, thì đó là một cái nền tảng rất là quan trọng. Cho nên cái câu trả lời của anh thì Vi rất là đồng tình. Vi nghĩ là chúng ta không có kêu gọi là vì công ty công nghệ của Việt Nam cho nên là chúng ta sử dụng đi, mà là người dùng có thể sử dụng, có thể đóng góp cho nó tốt hơn, và cũng có thể là từ chối nó nếu như nó chưa được tốt. Và đó cũng là một cái tín hiệu rất là quan trọng để mà chúng ta có thể cải tiến sản phẩm của chúng ta. Và một cái điều quan trọng đó là phải có cái niềm tự hào về sản phẩm, không phải là sản phẩm công nghệ Việt Nam thì sẽ kém hơn so với những gã khổng lồ trên thế giới, đúng không ạ? Với tất cả các công ty công nghệ thì tham vọng của các công ty công nghệ là có thể scale, có thể có một cái quy mô lớn. Liệu rằng nếu như chỉ tập trung trong giai đoạn sắp tới mà chỉ tập trung vào mỗi thị trường Việt Nam thôi thì nó có phải là một cái quy mô quá nhỏ để một cái công ty công nghệ có thể phát triển không? Không, thực ra là tôi nghĩ là chắc chắn là trong lĩnh vực của Cocos nhé, chắc chắn là không phải. Vì thật ra là Việt Nam về mặt người dân cũng là lớn mà. 100 triệu dân đúng không? Và kinh tế nó cứ phát triển. Thì về mặt quy mô là thật ra là hiện tại trong lĩnh vực của Cocos là chắc chắn là mình vẫn là nhỏ thôi. Thì thật ra là cái cơ hội của Cocos về mặt phát triển riêng ở thị trường Việt Nam nó rất là lớn, từ nhà đầu tư, kể cả nội bộ, lãnh đạo, nhân viên này kia, là chắc chắn là tất cả mọi người thống nhất là không cần ra nước ngoài. Và thứ hai là tôi nghĩ là ra nước ngoài nó cũng rất là khó. Thật ra là năm 2018 là có thử ra Indo, thị trường Indonesia. Nhưng mà vấn đề là ở đấy là mình không có cái gì về mặt điểm mạnh. Ở đây là cái điểm mạnh của Cocos là mình coi như là team đang ở đây phát triển sản phẩm ở đây nè. Mình gần người dùng Việt Nam, mình có cái cơ hội mình làm tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh mà toàn cầu á. Là mình bắt được cái nhu cầu của người dùng Việt Nam. Nên mình hiểu sâu hơn cái nhu cầu và mình làm cái sản phẩm nó phù hợp hơn. Chỉ có như vậy mới thành công được. Nhưng mà lợi thế đó nó có dài hạn không, khi mà rất nhiều những cái tập đoàn quốc tế cũng có mặt tại Việt Nam và họ cũng sử dụng đội ngũ là những người Việt Nam để mà cải tiến các cái sản phẩm. Vậy thì trong thời gian sắp tới cũng có khi là họ đuổi kịp mình thì sao? Chắc chắn là họ vẫn đầu tư này kia, nhưng mà mình phải làm như là mình nỗ lực để mình đi trước họ. Ví dụ Google có một cái hệ sinh thái rất là lớn. Nhưng mà ngược lại, vì họ có một cái hệ sinh thái như vậy, có một số thứ họ không sẽ bao giờ làm. Ví dụ có một cái rất là cụ thể là chặn quảng cáo. Lúc nãy anh có nói một cái ví dụ là cứ mỗi tháng thì sẽ có những cái update mới, những cái version mới. Thế thì khi mà Cocos update thì như Google họ vẫn có một cái sự update mới và họ còn cạnh tranh với mình bởi họ có một cái gần như là có một cái hệ sinh thái xung quanh và nó kéo người dùng vào trong các cái công cụ tìm kiếm của Google. Thế thì Cocos sẽ cạnh tranh như thế nào khi mà Cocos là một cái trình duyệt duy nhất và Cocos không có những cái hệ sinh thái hỗ trợ xung quanh để mà người dùng họ có thể ở trong đó lâu? Nhưng mà bản chất là Cocos cũng là một cái hệ sinh thái. Coi như là khi mô hình trình duyệt và công cụ tìm kiếm, tôi nghĩ là vẫn là cốt lõi của Google. Và cái mô hình đấy là một cái mô hình platform, coi như là một cái nền tảng để lên Internet. Để lên Internet thật ra là người dùng sẽ cần hai thứ, là một cái công cụ để lên Internet, và sau đó là vì Internet nó rất là nhiều nội dung á, thì họ cần một cái công cụ để coi như là đến khi trao mà họ cần. Là khi đấy là công cụ tìm kiếm. Đấy thì khi đấy là Cocos là cũng là có hai cái đấy, là cũng là hai cái cốt lõi. Tôi nghĩ là ai cũng muốn xây dựng một cái hệ sinh thái. Thì Cocos sẽ đi từng bước một, và một số bước mà Cocos đã làm á, là nó cũng là theo cái định hướng đấy. Coi như là Cocos đã ra mắt một cái sản phẩm về đọc tin và cá nhân hóa cho người dùng á. Thì bản chất là hỗ trợ người dùng họ tìm đúng cái nội dung mà họ quan tâm trên Internet. Ở đây thì nó sẽ hơi khác về mặt định hướng. Mình sẽ dựa trên cái dữ liệu của người dùng. Mình hiểu người dùng đấy. Sau đó mình giới thiệu cho họ mấy cái mà họ đang quan tâm. Đấy, thì cái định hướng đấy thì cũng đang xây dựng một số coi như là sản phẩm liên quan với nội dung, và mình sẽ giới thiệu nội dung cho người dùng. Anh có buồn nếu như mà khi mà người ta nhắc tới Cocos, người ta nói là Cocos đã quá cũ.
Vậy thì anh có cảm thấy là cốc cốc cũ không? Và nếu như có một cái kế hoạch làm mới cái hình ảnh của cốc cốc thì anh sẽ bắt đầu từ đâu? Cũ nó sẽ một mặt nó hay, một mặt nó không hay. Tức như là khi mặt hay là cũ là vẫn xấu. Đúng không? Vẫn là... trong tâm trí mọi người, đấy, mọi người và nhớ, nhớ mọi đến người cốc thấy cốc. Nó cũ. Dạ. Từ xưa đến giờ thì cốc cốc không đầu tư nhiều về marketing ấy. Dạ. Trong khi giai đoạn đầu là bản chất là Google không tập trung về thị trường Việt Nam. Dạ. Thì lúc mà cốc cốc ra mắt những cái sản phẩm và trình duyệt vào Google tìm kiếm thì tiềm năng và cái kia nó rất là phù hợp với người Việt. Sản phẩm nó tốt hơn hẳn. Yeah. Google là không cần nhiều marketing và người dùng nó phát triển. Yeah. Đấy, ngược lại thì bây giờ là Google thì cũng tập trung hơn thị trường Việt Nam rồi. Mặc dù là cốc cốc là tôi nghĩ là vẫn là tốt hơn. Yeah. Google, nhưng mà mình phải nỗ lực hơn để truyền thông cho người dùng tại sao là tốt hơn. Một số tiềm năng nó nghe nó nhỏ nhưng mà thật ra là mình bổ sung tất cả mấy tiềm năng nhỏ nó sẽ là một cái thành rất là lớn. Ví dụ nếu mà tìm về mặt ẩm thực, về VCP trong công cụ tìm kiếm của Việt Nam thì nó ra về khi món Việt Nam thì Google không làm cái gì đấy. Hay là nếu mà tìm về đá bóng trong công cụ tìm kiếm của Việt Nam thì nó sẽ ra V-League. Thì Google nó không làm cái gì đấy. Đúng không? Thì một số tiềm năng nó, hay là muốn xem phim hay là muốn nghe nhạc thì nó có nó sẽ hơn. Có một số tiềm năng mà Google không bao giờ làm. Đúng không? Về download, về chẳng quảng cáo. Kể cả bảo mật thông tin nữa. Sau khi nghe anh nói xong là chắc là Phi sẽ cài cốc cốc. Công thức cho cái innovation của cốc cốc trong thời gian tới là gì? Đây, tôi nghĩ là ngoài cái yếu tố mà mình tập trung vào thị trường Việt Nam á, và mình sát với nhu cầu của người dùng Việt Nam á, thì tôi nghĩ là để có thể innovate nhanh hơn á, thì có một cái trong cốc cốc là coi như là mình sẽ cố gắng mình experiment. Cốc cốc sẽ là một cái môi trường mà mình sẵn sàng là thử. Đúng không? Mình nghiên cứu trên thế giới và có cái gì nó có thể nó thành công và nó phù hợp cho người dùng Việt Nam. Sau đó mình cố gắng mình thử rất là nhanh. Để mình xem là nó có work hay không. Và nó có phù hợp với người dùng. Và nếu mà nó phù hợp thì mình tiếp tục mình đầu tư trong đấy. Nhưng mà nói chung là mình sẽ cố gắng mình iterate rất là nhanh. Thì ở đây là khi quan trọng là khi tiến độ để mỗi iteration nó sẽ khá là quan trọng. Thứ hai là cái cách là mình test với người dùng á. Từ lúc tôi về thật ra là cũng thành lập một cái team riêng. Hồi trước là nó về mảng user research. Thì bây giờ có một cái team riêng chỉ có tập trung về cái đấy, và để mình có thể mình hiểu sâu hơn về người dùng, và mỗi lần mình phát triển một cái tiềm năng thì mình hiểu cái tiềm năng đấy là nó so với người dùng nó thành công hay không. Năm nay thì quý 4 thì có cốc xảy ra mặt một cái tiềm năng về web 3. Phi rất là tò mò về cái feature mới của cốc cốc khi mà anh chia sẻ là thời gian tới thì cốc cốc sẽ có cái trình duyệt một cái feature cho web 3. Tôi xin giải thích lại cho mỗi người là web 3 là như nào á. Yeah. Phải đi từ web 1. Thì cốt lõi của web 1 là đọc. Đúng không? Coi như là nó có một số website trên thế giới. Và người dùng họ dùng trình duyệt để họ vào cái website đấy là họ đọc. Web 2 là đọc và viết. Coi như là người ta có thể lên mạng xã hội. Họ đọc cái nội dung. Nhưng mà người dùng họ cũng đóng góp cái nội dung, họ viết cái nội dung của họ. Thì cái khác của web 3 là vẫn là đọc viết, nhưng mà thứ ba là sở hữu một cái tài sản số trên internet. Thì nó khác ở chỗ đấy. Tại sao web 3 lại cần một cái feature riêng trên cái trình duyệt của cốc cốc? Trình duyệt thì phải có một cái tiềm năng nào đấy để người ta có thể thể hiện là họ sở hữu cái tài sản đấy. Quý 4 cốc cốc thì sẽ ra mắt một cái ví crypto để hỗ trợ người dùng, là cái cách là cái tài sản của họ nó sẽ nằm ở trong cái ví của họ. Đấy. Nếu mà mỗi người muốn coi như là tham gia web 3 thì đã có một số phương pháp rồi trên thế giới, nhưng mà so với người Việt nó sẽ khá là phức tạp, nên mình phải đi từ một cái trình duyệt, sau đó mình tìm cái extension, mình download đúng cái extension đấy. Đúng không? Có rất nhiều extension, có một số extension cũng là lừa đảo. Đúng không? Thì mình download cái extension đấy, tất cả cái đấy là bằng tiếng Anh hết. Thì nó sẽ rất là khó để tiếp cận cho người dùng Việt Nam. Thì cái mục tiêu của cốc cốc là mình làm như nào mình cung cấp cái công cụ đấy để ai có nhu cầu khám phá. Đấy, thì nó có sẵn. Sau đó họ cứ dùng thôi. Rất là thú vị, chắc chắn là mình sẽ thử khi mà cốc cốc ra mắt feature này.
bản thân anh thì xuất phát điểm cũng là một kỹ sư đúng không? Vâng. Dạ. Và làm sản phẩm, sau đó thì anh đóng nhiều vai trò khác nhau trong những cái công ty công nghệ, giám đốc chiến lược, rồi phó tổng, rồi bây giờ lại là CEO. Và có thể nói là anh trải qua rất nhiều thị trường và làm việc với rất nhiều những cái nguồn nhân lực và kỹ sư khác nhau. Thế thì anh đánh giá như thế nào trong cái góc nhìn chung của anh khi mà anh làm việc với những đội kỹ sư ở tại Việt Nam? Bởi vì như lúc nãy anh nói đó, ở đây thì đòi hỏi là chúng ta không có cạnh tranh về tài chính nổi rồi so với những gã khổng lồ về mặt công nghệ. Nhưng mà chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái tính adapt, làm sao cho nó nhanh, làm sao cho nó có thể là chúng ta test được người dùng rất nhanh và tạo ra những cái sản phẩm tương thích với người dùng. Nghĩa là đội ngũ của anh phải là một cái đội ngũ cũng đủ strong, đủ mạnh và đủ cái khát khao để chiến thắng trên cái thị trường này. Thì anh nhận xét về cái nguồn nhân lực kỹ sư ở Việt Nam như thế nào? Không, kỹ sư ở Việt Nam thì chắc chắn là có người rất là giỏi. Dạ. Lúc mà chuyển vào ấy, thì cũng có mấy cái bài test. Tôi nghĩ là để vào được Cockcock thì so với kỹ sư thì tương đối là khó. Coi như là mình sẽ tìm cái người mà thực sự giỏi. Ngoài cái việc giỏi, cái yếu tố quan trọng nhất là họ sẵn sàng học. Cái kỹ sư ở Việt Nam thì Cockcock sẽ ví dụ về công cụ tìm kiếm thì cũng khá là nổi tiếng là mấy cái bạn mà giỏi mà được mấy cái giải thưởng về toán hay là về programming ấy, thì họ có một số bạn họ vừa làm vừa học vừa làm cho Cockcock và họ sẽ phát triển. Sau đó thì thật ra là cũng khá là nhiều bạn là sau đó là họ thích đi nước ngoài và Google, Amazon, Facebook và tất cả các cái công ty lớn về công nghệ trên thế giới họ sẽ nhận. Thì cũng là một mặt là thật ra là không cố gắng là coi như là giữ các bạn đấy, nhưng mà một mặt là cũng là thể hiện là có là chắc chắn là một cái nơi là mình recruit được người giỏi và mình đào tạo được người giỏi. Nhưng mà có một cái tôi thấy là một cái yếu tố rất là hay là sau một thời gian có một số bạn muốn quay lại Việt Nam. Và lúc mà họ quay lại Việt Nam thì họ cũng nhớ đến Cockcock và một số bạn thì quay lại Cockcock. Thì kể cả một số bạn expat họ cũng ra nước ngoài rồi họ về lại. Về lại Cockcock. Thì tôi nghĩ là khi đấy nó cũng là thể hiện là Cockcock là một cái môi trường là về làm việc nó rất là hay. Coi như là và có cơ hội để phát triển. Và làm một cái việc mà có thể nó có ý nghĩa. Với một công ty công nghệ thì cái việc mà làm thế nào để mà khai phóng cái sức sáng tạo của cái đội ngũ của mình nó trở nên rất là quan trọng. Ở Cockcock thì cái việc mà làm thế nào để giúp cho nhân viên có thể sáng tạo hơn, có thể đổi mới hơn, có một cái công thức nào đặc biệt ở Cockcock không? Để nhân viên họ có thể họ phát triển và họ đóng góp thì cái mà tôi cố gắng làm ở Cockcock cùng với team á, làm như nào để có thể họ học hỏi càng nhanh càng tốt và dễ để đóng góp. Thế thì ở đây là ở cái tôi thấy là nó rất là hay ở Cockcock là có người giỏi nhưng mà sau đó thì về mặt cơ cấu tổ chức thì nó rất là flat, kể cả người mới vào hay là người đã ở lâu, người senior hay là người junior thì họ có cái cơ hội để họ cũng đóng góp cái ý kiến của họ. Ví dụ ở bên Google họ có cái team kỹ sư về công cụ tìm kiếm chắc là vài nghìn người. Trong một cái tổ chức lớn như vậy á, thì một cái cá nhân là nó sẽ rất là khó để có cái đóng góp mà nó có cái ảnh hưởng lớn. Ở Cockcock thì có vài chục người thôi, đúng không? Và vài chục người đấy thì có một cái thách thức rất là lớn là họ phải xây dựng một cái công cụ tìm kiếm mà họ cạnh tranh với Google. Nhưng mà ngược lại thì coi như là một cái người trong cái team đấy họ có thể họ đóng góp bất kỳ ở lĩnh vực nào trong công cụ tìm kiếm chứ không phải một cái phần rất là nhỏ, đúng không? Và họ thể cái ảnh hưởng của họ. Tất nhiên là mình phải tìm một cái cách nào đấy mình cạnh tranh khác chứ không phải mình đi theo Google thì về mặt nguồn lực mình không thể nào mình cạnh tranh được. Nhưng mà kỹ sư nó sẽ khá là exciting cho họ làm việc với người giỏi và có họ thấy cái impact của họ có thể rất là lớn. Họ có cái ý kiến gì mình có thể mình triển khai cái ý kiến đấy và ngay lập tức họ thấy là nó có thể ảnh hưởng đến hàng chục triệu người.
Hy vọng là trong thời gian tới thì với cái cách này thì anh sẽ có thêm nhiều nhân viên giỏi, những người mà thực sự có tâm huyết để phát triển một cái sản phẩm công nghệ Việt Nam. Cảm ơn Phi. Thật ra thì Cốc Cốc là một công ty công nghệ đời đầu của Việt Nam và cho tới bây giờ thì vẫn phát triển và trở nên rất là thân thuộc với người dùng ở Việt Nam. Bằng cái kinh nghiệm và những cái góc nhìn của anh, những cái trải nghiệm của anh qua nhiều công ty công nghệ khác nhau và đặc biệt là cái khoảng thời gian ở tại Cốc Cốc, anh cảm nhận như thế nào và anh có cái lời khuyên nào đối với những cái công ty công nghệ Việt Nam mà có thể phát triển được khoảng thời gian dài, thì có những cái bài học kinh nghiệm nào mà anh có thể chia sẻ? Tại vì bản thân Phi làm trong cái lĩnh vực công nghệ thì gặp rất nhiều những cái công ty startup và đương nhiên là các cái công ty công nghệ thì luôn luôn muốn nỗ lực để có thể gắn với đời sống của khách hàng, user của mình nhiều hơn và tồn tại được khoảng thời gian dài là một cái điều kiện rất là lý tưởng trong một thế giới rất là cạnh tranh. Tôi thì nghĩ là thật ra là qua cái kinh nghiệm mà tôi làm ở nước ngoài hay là ở Việt Nam ở các công ty ấy, tôi thấy là cái khó nhất là và quản lý sản phẩm. Mình làm như nào mình có cái sản phẩm nó phù hợp cho người dùng. Người dùng họ cũng hiểu là tại sao cái sản phẩm đấy nó phù hợp qua cái hoạt động marketing và truyền thông ấy. Đấy, và mình làm như nào để coi như là có cái view tổng thể về cái user journey ấy. Đấy thì cái đấy là tôi thấy là cái khó nhất và cũng nghiên cứu khá là nhiều, đọc khá là nhiều cuốn sách hay là nói chuyện với một số chuyên gia. Thì tôi thấy là coi như là cái công ty mà thực sự họ thành công á, thì họ hiểu rất là sâu cái phần đấy và họ làm rất là tốt cái phần đấy. Đây một cái công ty như Apple á, đúng không? Có thể nói là marketing của họ rất là hay này kia, nhưng mà cốt lõi là cái sản phẩm của họ nó rất là tốt và nó tốt không phải là vì feature này kia, nhưng mà nó như một cái journey của người dùng á. Từ lúc mà thấy quảng cáo hiểu cái sản phẩm đấy nó tốt như nào. Đến khi phần mà họ thiết kế khi cho nên là trong store, đúng không? Mở cái hộp như nào, sau đó là support, đấy, kể cả sau đấy thì như là mình đổi iPhone này kia thì thì một khi đấy là đấy một cái hành trình nó thì khi đấy là tôi thấy là cái gap lớn nhất trong tất cả các công ty kể cả Cococ là cái nguồn lực là nó nằm ở chỗ đấy. Như là về Cococ là về kỹ sư rồi công nghệ này kia có thể rất là xuất sắc, đúng không? Nhưng mà một cái coi như là cái đội ngũ mà có thể là phát triển sản phẩm từ quảng cáo đến cuối cùng là support và mình có tất cả mọi thứ là làm thế nào để wow người dùng á, là cái đấy là rất là khó. Cái tính wow rất là quan trọng. Đúng rồi. Tại vì ai cũng có thể làm ra được cái sản phẩm nó na ná như nhau như vậy, nhưng mà làm thế nào để người dùng cảm thấy là tất cả các cái bước của mình được trải nghiệm tốt nhất và có cái yếu tố wow, nghĩa là đôi khi nó vượt ra ngoài những cái suy nghĩ của họ, làm sao mình có thể hiểu họ như vậy, thì đó là một trong những cái điều mà Phi rất là tâm đắc. Rất là cảm ơn anh về câu chuyện ngày hôm nay. Thật sự là chính bản thân khi trao đổi lại câu chuyện về Cốc Cốc thì Phi cũng thấy được có rất là nhiều thông tin mà thật ra trước đó Phi chưa hề nhận ra đối với một cái công ty công nghệ ở Việt Nam. Và rõ ràng là cái cuộc trao đổi ngày hôm nay thật sự rất là thú vị. Nhưng mà sẽ thú vị hơn khi mà chúng ta sẽ xem thử là trợ lý công nghệ trong trường quay nãy giờ thì đã capture được những cái từ khóa nào trong cái buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Anh có tâm đắc với cái chữ nào nãy giờ anh nhắc tới, cái từ khóa nào nãy giờ anh nhắc tới và anh tâm đắc nhất không? Anh nghĩ trợ lý hoặc là người dùng. Web 3 hoặc là người dùng. Ok, để xem nha. Ok, mở cửa thế giới số. Ok, cũng hay. Khi đấy là không nên chỉ có một đối thủ. Rồi, cũng đúng. Cũng đúng. Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng. Ok. Ok. Đồng ý. Tư duy có thể tự làm mọi thứ. Câu đấy cũng hay. Dạ. Trình duyệt tối ưu hóa cho người Việt. Cái keyword này là rất là ấn tượng. Trình duyệt giúp người Việt tiếp cận web 3. Trong số những cái từ khóa này thì nếu phải chọn ra một cái từ khóa mà làm cái phần kết cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì anh sẽ chọn từ nào? Chắc là trình duyệt phù hợp nhất cho người Việt. Thật ra mỗi người hiểu là có sự lựa chọn là rất là quan trọng, đúng không? Và nên khám phá. Thế thì tôi muốn nói cho các bạn là mỗi người nên thử Cococ, trình duyệt Cococ vì là một cái sản phẩm Việt Nam dành cho người dùng Việt Nam. Thế thì trên máy tính là các bạn có thể lên website của Cococ và download để cài nè.
hoặc là trên Android, iOS thì Cockpit cũng có hết, trên Mac cũng có, nói chung là tất cả các nền tảng cũng có. Sau đó thì các bạn cứ thử khám phá, thấy có cái gì hay có thể dùng tiếp, có cái gì không hay thì có thể feedback. Riêng ở Cockpit thì sẽ có một cái team, có người thực sự là sẽ trả lời cho các bạn. Thì khi đấy là cũng là một cái rất là hay, và thật ra là Cockpit rất mong muốn là có cái feedback của các bạn tốt hay không tốt, để mình có thể mình cải thiện cái sản phẩm của mình. Dạ. Rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thật ra về bản thân Phi thì cái cuộc trao đổi ngày hôm nay đối với Phi rất là ấn tượng, bởi vì nó khiến cho Phi hiểu nhiều hơn về cái hành trình phát triển của một công ty công nghệ. Cái điều thứ hai là thật ra Phi nghĩ là khán giả đang xem chương trình cũng sẽ cảm nhận được nhiều hơn về hành trình phát triển một sản phẩm của người Việt và một cái sản phẩm công nghệ của người Việt. Và cái lợi thế của tất cả những cái công ty công nghệ ở Việt Nam có thể nói là trước hết là hiểu được những người dùng Việt Nam, và có thể là Cockpit là một trong những công ty mà đã tận dụng được cái lợi thế lớn nhất là hiểu được người dùng Việt Nam để có thể có được cái vị trí như ngày hôm nay. Cái điều thứ ba nữa là nó giúp cho các công ty startup có thể nhiều khi sẽ cảm thấy tự tin hơn sau khi xem cái chương trình này. Bởi vì đôi khi chúng ta cứ nhìn vào những cái thị trường nó quá lớn mà chúng ta quên mất là chúng ta cũng có thể bắt đầu từ cái thị trường ở tại Việt Nam, và chúng ta làm tốt nhất cái món vỏ mà đôi khi mọi người nghĩ nó rất là cổ điển, ví dụ như là trình duyệt của Cockpit nó vẫn có một cái khoảng thời gian tồn tại rất là dài. Thì Phi nghĩ đó là một cái câu chuyện rất là thú vị mà ngày hôm nay chúng ta đã chia sẻ trong The Next Power. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây, đã chia sẻ câu chuyện của Cockpit và tạo niềm cảm hứng cho tất cả các cái công ty, các startup công nghệ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Phi rất là nhiều. Dạ. Cùng The Next Power khám phá những câu chuyện đổi mới sáng tạo vào mỗi thứ năm. Cảm ơn sự cố vấn nội dung của IBP, sự đồng hành của Cockpit. The Next Power.